Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món cơm chiên kim chi. Một món ăn đơn giản và tiện lợi cho ngày cuối tuần. Các bạn hãy vào bếp cùng với kênh Góc Bếp Nhỏ để tìm hiểu cách làm món cơm chiên kim chi này nhé. Để làm được món cơm rang kim chi này, mình đã chuẩn bị sẵn ở đây một bát ô tô cơm nguội, 150g kim chi muối, 2 quả trứng gà, một chút rong biển. Các bạn nên chọn loại rong biển đã tẩm ướp nhé. Một củ hành khô, một nhánh hành lá, một thìa canh tương ớt Hàn Quốc, một thìa canh nước tương, một thìa canh dầu mè và một chút vừng đã rang chín. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Hành khô thì mình đã bóc vỏ và băm nhỏ. Hành lá thì mình đã rửa sạch và cắt khúc nhỏ. Bây giờ thì mình sẽ thái kim chi ra thành các trái miếng nhỏ. Tiếp theo thì mình sẽ cho cơm vào trong một cái bát to hơn. Sau đấy mình cho một quả trứng gà vào dần. Và bóp đều trứng gà với cơm. Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn đi chiên cơm nhé. Các bạn cho một chút dầu ăn vào trong chảo và đun cho dầu nóng lên. Khi dầu đã nóng thì các bạn cho hành vào đi thơm. Khi hành đã vàng thơm rồi thì mình sẽ cho phần cơm và trứng vào rang. Đảo khoảng chừng 2 đến 3 phút cho hạt cơm săn lại nhé. Khi hạt cơm đã săn lại rồi thì mình sẽ cho kim chi vào xào cùng nhé. Cho kim chi vào thì cơm của mình nó có cái màu vàng rất là đẹp mắt các bạn. Xào thêm khoảng 2 phút thì các bạn cho nước tương vào. Cho tương ớt vào. Và cho dầu mè vào. Đảo đều nhé. Thịt bò thì có thể xào thêm thịt bò cho vào cùng nữa nhé. Các bạn nêm nếm gia vị cho vừa miệng nhé. Sau cùng mình sẽ cho rong biển vào và cho hành lá vào. Đảo đều lên nữa là được. Xào thêm khoảng 1 phút nữa thì tắt bếp nhé. Quả trứng còn lại thì mình sẽ cho vào chảo ốp la nhé. Mình đã cho vào chảo một chút dầu ăn, đun cho dầu ăn nóng lên. Khi dầu ăn đã nóng thì mình sẽ đập trứng vào và chiên. Các bạn để nhỏ lửa xuống nhé. Để chiên cho trứng chín hẳn hoặc là để trứng long đào như thế này cũng được nhé. Mình chỉ chiên như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và cho cơm ra đĩa cùng thưởng thức nhé. Vậy là mình đã cùng với các bạn hoàn thành xong món cơm chiên kim chi rồi đấy. Mình đã có một đĩa cơm chiên kim chi rất là thơm ngon và rất là hấp dẫn.
Cơm chiên này thì các bạn dùng nóng mới ngon nhé. Các bạn hãy làm và chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh nhé.